Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tập Cận Bình sẽ hất Đảng Cộng sản Trung Quốc xuống hố. Bà Thái Hà, cựu giáo sư tại trường Đảng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã bị khai trừ khỏi Đảng và bị hủy mọi đãi ngộ hưu trí vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, đã khẳng định khí số của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tận và người khai tử Đảng Cộng sản Trung Quốc không ai khác chính là Tập Cận Bình. Kể từ khi lên nắm quyền, ngoài việc giành được lòng tin của một bộ phận người dân nhờ chống tham nhũng trong 2 năm đầu tiên, ông Tập Cận Bình sau đó một mình nắm lấy đại quyền trong đảng, chính phủ và quân đội. Thậm chí, ông còn muốn lãnh đạo đảng trọn đời. Đây là hình ảnh ông Tập Cận Bình chính thức thay thế ông Hồ Cẩm Đào trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc vào ngày 14 tháng 3 năm 2013. Trong 30 năm qua, bà Thái Hà đã là nhân chứng quan sát tiến trình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với tư cách là người trong cuộc, một giảng viên của trường Đảng Trung ương, nơi bồi dưỡng cán bộ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà đã trả lời kênh truyền hình CNN rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thời ông Hồ Cẩm Đào nắm quyền thì còn biết khoan dung trước những ý kiến bất đồng. Nhưng sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền thì dân chủ trong đảng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đề cao đã trở thành giả hiệu. Bầu không khí chính trị hiện nay trong Đảng Cộng sản Trung Quốc là cán bộ cấp dưới luôn giấu sự thật khi chia sẻ thông tin với cấp trên. Họ chỉ đề cập tới những gì mà cấp trên muốn nghe. Chính điều này đã khiến cho thông tin mà giới cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận được hoàn toàn sai lệch. Quá trình quyết sách cũng vì thế thiếu căn cứ khoa học, dân chủ, công khai và minh bạch. Ngay tại trường Đảng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi bà Thái Hà đã cống hiến gần trọn cuộc đời, bên trong cũng xuất hiện một số giáo sư dám lên tiếng. Dù vậy, khi chiều hướng chính trị không tốt thì đại bộ phận đều dè dặt, còn bà Thái Hà là một người can đảm nhất dám lên tiếng. Ngoài ra, liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, bà Thái Hà cũng nhắc lại vấn đề của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn đầu mới nổi ra dịch bệnh đã cố tình che giấu tình hình thực tế. Đây là nguyên nhân quan trọng đã khiến virus lây lan ra toàn cầu. Đặc biệt, bà cũng nhận định ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đã có những phát ngôn, suy nghĩ và hành động mang dấu hiệu như thời cách mạng văn hóa từ thời ông Mao Trạch Đông. Đây là hình ảnh ông Mao Trạch Đông là người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi thành lập năm 1949 cho đến khi ông qua đời năm 1976. Ông Tập đang dẫn dắt Trung Quốc rời xa con đường mở cửa và cải cách. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không thực hiện cải cách nội bộ thì mâu thuẫn sẽ dần dần tích tụ và một ngày nào đó sẽ nổ tung, gây tan rã, sụp đổ từ bên trong. Mặc dù ông Tập Cận Bình liên tục nhấn mạnh cam kết cải cách, nhưng bà Thái Hà cho rằng cách duy nhất để Đảng Cộng sản Trung Quốc tránh được sự sụp đổ từ bên trong là ông Tập Cận Bình không còn nắm quyền lực. Bà Thái Hà nói, Trung Quốc không thể tiến tới dân chủ dưới lãnh đạo thời của Tập Cận Bình. Chỉ khi nào Tập Cận Bình không còn nắm quyền, thì những người cải cách trong Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có cơ hội lên tiếng và điều chỉnh hướng phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập đã kéo Đảng vào ngõ cụt. Bà cho rằng, trước tình hình đó, nhiều người trong Đảng, kể cả cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng không thể cứu vãn được cuộc khủng hoảng này. Chỉ có thể nhìn ông Tập đi vào bóng tối mà thôi. Trả lời câu hỏi vì sao Đảng Cộng sản không thể kìm được ông Tập, bà Thái Hà cho rằng có nhiều quan chức tham nhũng nên không dám lên tiếng, còn những ai không tham nhũng cũng rất dễ dàng bị quy chụp. Điều lệ được thông qua vào năm 2016 không cho phép đảng viên nói trái lại đường hướng của đảng. Theo bà, có đến 70% đảng viên nghĩ rằng cần phải cải cách, tỷ lệ này còn lớn hơn nữa trong số các quan chức của đảng. Kể từ đầu năm nay, cư dân mạng cũng lan truyền cho rằng Tập Cận Bình là tổng gia tốc sư cho sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là nhân tố đang đẩy nhanh tốc độ diệt vong của Đảng. Chính là vì ông ta đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành kẻ thù của toàn thế giới, rơi vào thế cô lập và đẩy nhanh đến sự diệt vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quan điểm của bà Thái Hà đã thu hút được nhiều lời bình luận của giới quan sát và nghiên cứu quốc tế về Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau trong ngày 29 tháng 6 năm 2016 bên lề thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản. Ông Trương Kiệt, một học giả về Trung Quốc tại Mỹ, phản hồi bằng tweet như sau. Giáo sư Thái Hà tin rằng nếu ông Tập không từ chức thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hoàn toàn tan rã. Nếu quan điểm này đúng đắn thì có gì mà phải mong ông Tập mất quyền lực cơ chứ? Có lẽ sứ mệnh của ông ấy là để chấm dứt chế độ toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hiểu suy nghĩ của giáo sư Thái, ông Tập không còn nắm quyền và những người theo khuynh hướng cải cách cởi mở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có cơ hội trở lại con đường của ông Đặng Tiểu Bình. Nhưng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc
đã là một thây ma chính trị, thì làm sao chúng ta có thể đánh thức thây ma? Đã từ lâu Đảng Cộng sản Trung Quốc không theo con đường của ông Đặng Tử Bình. Trong khi đó, vào ngày 22 tháng 8, nhà kinh tế Ngô Gia Long tại Đài Loan đã đăng trên trang Facebook nói rằng một số người trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra suy nghĩ hợp lý. Ông chỉ ra rằng trong việc xử lý các mối quan hệ đối ngoại, ông Tập Cận Bình gần như đã đánh giá sai về ông Trump, lấy vận quốc gia để đánh bạc thu hết vốn, tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Chuyên gia này chỉ ra ông Tập Cận Bình đã rơi vào cái bẫy tự hào quá, tổ quốc ơi. Trong cái bẫy này, người ta trở nên tự mãn và những vấn đề mà đáng lý không nên như vậy. Ông Ngô Gia Long suy đoán, người Mỹ thực sự hy vọng ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi vì như vậy sẽ rất tốt cho Mỹ. Điều mà Mỹ lo lắng có lẽ là ông Tập Cận Bình bất ngờ thức tỉnh mà thay đổi thái độ, sẵn sàng chấp nhận bồi thường, sẵn sàng cúi đầu trước Mỹ. Vì nếu như thế thì Mỹ sẽ không dễ dàng để đối thủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Ông nói tiếp, biệt danh của ông Tập Cận Bình là Tổng Chỉ huy Tăng Tốc, tức là Gia Tốc Sư. Đây không phải là nói cho vui, vì sự thực là ông Tập là nhân tố thúc đẩy sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đàn áp Tân Cương, áp đặt luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, đe dọa Đài Loan, bỏ tù bất đồng chính kiến, có tiếng nói phản biện trên toàn Trung Quốc. Ông Tập đã tự biến mình thành kẻ thù của cả thế giới. Đây là hình ảnh binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới mà mới đây giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán, hai nước đã xảy ra tranh chấp dẫn đến thương vong. Trong nước không chỉ người dân dám tức giận mà không dám nói, ngay cả cán bộ đảng viên cũng dần dần không ưa sự giả dối của đảng. Tại Hoa Lực, xã hội dân sự đã bị Tập Cận Bình tiêu diệt. Mỗi ngày đều có những nhóm thảo luận WeChat bị đóng, đảng lấy cớ dịch bệnh để tăng cường giám sát. Và trước những xung đột trong nội bộ, Tập Cận Bình muốn lái dư luận sang hướng khác qua việc gây sự với các nước, thúc đẩy tinh thần chống Mỹ, gây sự với Ấn Độ. Do chỉ một mình ông Tập quyết định những việc lớn từ đối nội đến đối ngoại, rất dễ phán đoán nhầm lẫn, không ai dám nói trái hoặc báo cáo tình hình thực tế cho ông. Còn tại hải ngoại, Tập Cận Bình khét tiếng là vừa ngoại giao tiền, vừa ngoại giao sói chiến, đặc biệt là các chính sách đối với Hồng Kông và Tân Cương, cũng như việc che giấu virus corona đã khiến dịch bệnh lan rộng khắp nơi trên thế giới, gây thiệt hại lớn về kinh tế và nhân mạng. Liên minh chống Trung Quốc dần dần được hình thành, và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải gánh chịu các lệnh trừng phạt từ các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và Canada. Mối quan hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc với các nước phương Tây đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Và chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức phân biệt giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Quốc, đồng thời đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đưa ra một thông điệp chống Trung Quốc, nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa đến các nền dân chủ tự do trên thế giới, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các quốc gia nên đoàn kết chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, bảo vệ các giá trị dân chủ và tự do của một xã hội tự do. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nhấn mạnh một cách dứt khoát rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc. Một trong lời nói dối lớn nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói là Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc. Điều đáng nói là ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thay đổi chức danh Chủ tịch Tập của Trung Quốc trước đây thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Pompeo đã nói, chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ theo chủ nghĩa Mác Lê. Tổng Bí thư Tập Cận Bình là người thực sự tin tưởng vào một hệ tư tưởng chuyên chế đã phá sản. Chính phủ Hoa Kỳ đã không còn công nhận tính hợp pháp của chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đóng cửa các lãnh sự quán của nhau, điều đó đã đánh dấu cho sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai nước. Điều này cũng tương đương với chiến tranh lạnh trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô. Liệu chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhanh chóng theo chân Liên Xô mà giải thể hay không? Nắm quyền từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải nhiều sai lầm và tội ác. Gần 40 triệu người đã chết đói từ năm 1959 đến năm 1961. Phong trào chống hữu khuynh vào năm 1957 và cách mạng văn hóa đã làm tổn hại cho trí thức. Quân đội đã xả súng vào sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn vào năm 1989. Trung Quốc cần phải tiến đến dân chủ, tự do, chính trị, nhà nước pháp trị và thượng tôn pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020 với bản tin Tập Cận Bình sẽ hất Đảng Cộng sản Trung Quốc xuống hố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn
và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de